Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, Lộ trình Tâm và Sắc Pháp, Process of Consciousness and Matter. Nguyên tác tiếng Anh của Pandita Dr. Rewata Dhamma. Bản dịch tiếng Việt của Pháp Triều. Tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Tôn giáo. Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Lời người dịch. Trong quá trình tra cứu tài liệu nhằm phục vụ cho việc biên dịch bộ sách Handbook of Abhidhamma Studies của Sayadaw U Silananda mà đã dẫn đến sự ra đời của các tác phẩm cẩm nang nghiên cứu thắng Pháp, chúng tôi đã rất may mắn tìm được một số tài liệu thắng Pháp Abhidhamma quan trọng và hữu ích được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Một trong số các tài liệu này là tiểu luận Process of Consciousness and Matter do Pandita Dr. Rewata Dhamma biên soạn. Giới thiệu một cách ngắn gọn, tiểu luận này là tài liệu chi tiết và chuyên sâu về hai chương thứ tư, tức lộ trình tâm, và thứ sáu về sắc pháp của cuốn sách A Comprehensive Manual of Abhidhamma do Bhikkhu Bodhi làm chủ biên, cũng như của bộ sách Handbook of Abhidhamma Studies. Độc giả có thể xem thêm lời tựa của U Silananda dành cho tiểu luận, cũng như chính phần giới thiệu của Dr. Rewata Dhamma về cuốn sách để biết được giá trị của tài liệu này. Chúng tôi có chuyển ngữ hai phần này và có đính kèm trong bản dịch. Riêng đối với bản thân chúng tôi, tiểu luận này là một tác phẩm rất tuyệt vời. Ngoài việc là một tài liệu khá chuyên sâu về lộ trình tâm và sắc pháp như đã được đề cập, tiểu luận này còn cung cấp những giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc và tò mò đó đây của chúng tôi trong quá trình nghiên cứu thắng Pháp Abhidhamma. Độc giả đã có từng suy tư về việc tại sao chỉ có bậc thánh Bất Lai và bậc thánh A-la-hán mới có thể nhập thiền diệt không? Độc giả đã có từng ước muốn có một sự giải thích rõ ràng minh bạch về sự khác nhau giữa môn và vật không? Là một Phật tử, bản thân chúng tôi có một sự thương mến vô bờ và một lòng tôn kính tột bậc dành cho Đức Phật. Chúng tôi luôn hiếu kỳ muốn tìm hiểu những chi tiết về bản thân và về cuộc đời của Ngài. Độc giả đã có từng muốn biết trong kiếp sống cuối cùng của mình, Ngài đã đi tục sinh bằng tâm gì và tâm đó bắt cảnh gì không? Những chi tiết như vậy được trình bày trong tiểu luận đã thúc đẩy chúng tôi cầm bút biên dịch tài liệu nhằm chia sẻ đến độc giả những kiến thức tuyệt diệu và cao quý. Chúng tôi đã cố gắng tôn trọng nguyên tác trong quá trình chuyển ngữ. Dưới đây là một vài chia sẻ chúng tôi muốn gửi đến độc giả trong quá trình biên dịch. 1. Nguyên tác có khá nhiều lỗi chi pháp. Chúng tôi đã mạn phép chỉnh sửa và có chú thích phía dưới những nơi tương ứng. 2. Tại một vài nơi, chúng tôi không hiểu rõ ý tác giả muốn trình bày. Phần lớn là do ngữ pháp và câu cú tại những nơi đó không được chuẩn. Chúng tôi đã mạn phép điền vào những chi tiết phù hợp với văn cảnh và có chú thích phía dưới những nơi tương ứng. Phước thiện này đã không thể được thành tựu viên mãn nếu không nhờ vào sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tâm của rất nhiều đạo hữu. Thượng tọa Giác Nguyên đã rất quan tâm và tận tâm giải đáp những thắc mắc của chúng tôi trong quá trình biên dịch. Đạo hữu Thiện Tuệ đóng vai trò chính yếu trong việc đọc kỹ bản thảo và góp ý chỉnh sửa lời văn. Đạo hữu cũng là người trình bày bản thảo và là người đại diện chúng tôi liên hệ với nhà xuất bản và nhà in. Các đạo hữu Tâm Lan, Tuệ Phương, Tâm Hiền và Vũ Thị Châu Giang đã dành rất nhiều thời gian và công sức kêu gọi khùng phước và giúp lưu hành ấn phẩm đến tay độc giả. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga đã dành thời gian quý báu xem qua bản thảo. Chúng tôi vô cùng tri ân sự quan tâm và hỗ trợ quý báu của tất cả các đạo hữu. Chúng tôi cũng nhân dịp này gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại Đức Nguyên Tuệ, tu nữ Phước Thủy và đạo hữu Tuệ Ân đã giúp chúng tôi dâng sách đến các tự viện cũng như phân phát sách đến các Phật tử tại Việt Nam. Chúng tôi cũng xin ghi nhận và tán dương công đức của những đạo hữu trong nước và hải ngoại đã đóng góp tịnh tài khôn phước in ấn và vận chuyển các tác phẩm đến tay độc giả. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho các đạo hữu, thân tâm thường an lạc và vững bước trên đường tu tập. Dầu cẩn thận đến mức nào, chúng tôi vẫn khó có thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình biên dịch. Kính mong các bậc tôn túc, trưởng thượng và độc giả lượng tình bỏ qua và chỉ bảo. Chúng tôi sẽ tiếp nhận bằng sự tri ân. Chúng tôi xin chia đều phần phước phát sanh từ việc thiện này đến thầy tổ, gia quyến và tất cả chúng sanh trong tam giới. Mong cầu phước thiện này hãy hộ trì cho tất cả được an vui, có trí tuệ và tu hành tinh tấn chống đến ngày giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Pháp thí thắng mọi thí, chúng tôi nguyện cầu do phước thiện này, quả vị Phật chánh đẳng giác sẽ trở thành hiện thực cho chúng tôi trong ngày vị lai. Monterey Park, ngày 25 tháng 2 năm 2016, Pháp Triều. Lời tựa được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh. Bất cứ khi nào sử dụng đến hay bàn đến Abhidhamma Sangaha, chương 4, trong lúc giảng dạy thắng Pháp Abhidhamma, tôi luôn tự tìm thấy mình ước ao rằng có một tài liệu bằng tiếng Anh về lộ trình tâm được miêu tả ở đó. Có rất nhiều luận thư bằng tiếng Miến Điện về chủ đề này, nhưng các học viên của tôi không thể truy cập chúng được, và tôi lại không có thời gian giải thích cụ thể, vì tôi không muốn khóa học thắng Pháp trở nên quá dài và quá lâu. Do đó, một tài liệu bằng tiếng Anh về chủ đề này thì sẽ rất là hữu ích và thích hợp cho các học viên, bởi họ có thể tự đọc và chỉ cần vị thầy hướng dẫn giải thích ở những nơi khó hiểu. Hiện tại, bạn của tôi tại Birmingham, Dr. Rewata Dhamma Agga Maha Pandita, đã có viết một tiểu luận với tựa đề Process of Consciousness and Matter, đúng ngay tài liệu mà tôi đã ước muốn. Ngài là một chuyên gia về thắng Pháp Abhidhamma và cũng là đồng tác giả của tài liệu A Comprehensive Manual of Abhidhamma, một quyển sách đã trở thành tài liệu giáo khoa về môn học này. Trong tiểu luận Process of Consciousness and Matter, Ngài giải thích rất chi tiết những khía cạnh của các lộ trình tâm thức và sắc pháp. Chủ đề này chỉ được bàn đến một cách sơ lược trong các chánh sớ giải và phụ sớ giải, nhưng các giáo thọ sư cổ xưa người Miến Điện của chúng tôi đã viết nhiều luận thư chi tiết, giảng giải kỹ về những gì đã được bàn đến và làm nó trở thành một đề tài nghiên cứu đặc biệt. Trước đây, các bạn khó có thể tìm thấy được những đề tài nghiên cứu như vậy trong bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Miến Điện. Tại Miến Điện, các tu sĩ phải học từ những nguồn tài liệu nghiên cứu này để trở nên thuần thục và lão luyện về thắng Pháp Abhidhamma. Bây giờ, Dr. Rewata Dhamma đã viết sách của mình bằng ngôn ngữ tiếng Anh, cho nên bất kỳ ai có thể đọc hiểu được tiếng Anh thì cũng có thể hiểu thấu đáo những tiến trình tâm thức và sắc pháp. Sự đóng góp của Dr. Rewata Dhamma vào kho tài liệu nghiên cứu thắng Pháp như vậy sẽ làm thỏa mãn được một nhu cầu mà đã được khao khát từ lâu. Theo nhận định của tôi, tài liệu này của Ngài sẽ được cả các học viên của môn thắng Pháp nói riêng cũng như những học giả nói chung đánh giá là một sự đóng góp độc đáo và quý giá vào kho tài liệu nghiên cứu đó. U Silananda, Thamananda Vihara, 17450 South Cabrillo, SWY, Half Moon Bay, California, 94019-2518. Tiểu sử vắn tắt của Dr. Rewata Dhamma. Sinh ra tại Miến Điện vào năm 1929, Ven Rewata Dhamma từ bé đã theo tu học dưới sự hướng dẫn của nhiều học giả tu sĩ. Sau khi hoàn thành những việc tu học bậc cao, Ngài đã nhận được học bổng quốc gia vào năm 1956 để đi học Hindi và Sanskrit tại Ấn Độ. Ngài đã tiếp tục nghiên cứu triết học Ấn Độ và Phật giáo Đại Thừa, Mahayana, và nhận được bằng tiến sĩ từ Varanasi University vào năm 1967. Ngài đã biên tập và phát hành Abhidhammattha Sangaha cùng với chú giải của nó vào năm 1965 và bản dịch sang tiếng Hindi cùng với những chú giải của chính mình bằng tiếng Hindi vào năm 1967. Với tác phẩm bằng tiếng Hindi, Ngài đã nhận được giải thưởng Kalidasa Prize từ Hindi Academy, công nhận đó là một trong những luận thư xuất sắc của năm, và tài liệu đó vẫn còn được dùng làm sách giáo khoa ở cấp đại học tại Ấn Độ. Vào năm 1975, Ngài đã được mời đến Anh Quốc. Tại đây, Ngài sau đó đã lập nên West Midlands Buddhist Center, nơi mà cuối cùng đã trở thành Birmingham Buddhist Vihara. Từ cơ sở này, Ngài đã du hành khắp châu Âu cũng như sang Hoa Kỳ, Mexico và Brazil để dạy Phật Pháp và hướng dẫn các khóa thiền minh sát tại nhiều trung tâm và đại học khác nhau. Ngài cũng được coi trọng rất cao tại châu Á và có là thành viên của một vài ủy ban và tổ chức Phật giáo quốc tế. Vào năm 2000, chính phủ Miến Điện đã ban tặng cho Ngài chức vị cao trọng Agga Maha Pandita. Vào năm 1998, Sayadaw đã hoàn thành được ước mơ của mình, tôn thờ xá lợi của Đức Phật, trước đó thuộc vào quyền sở hữu của Hoàng gia Miến Điện, vào Dhamma Talaka Peace Pagoda, mà đã được khánh thành vào cùng năm đó. Tiếp theo sau đó, Ngài đã khánh thành Sangarama Monastery trong cùng khuôn viên và cũng đã đang lên kế hoạch xây dựng một học viện Phật giáo ở đó trước ngày mất của Ngài vào ngày 26 tháng 5 năm 2004. Những tác phẩm của Dr. Rewata Dhamma bao gồm A Comprehensive Manual of Abhidhamma, biên soạn cùng với Bhikkhu Bodhi, Buddhist Publication Society, Sri Lanka vào năm 1993, The First Discourse of the Buddha, Wisdom Publication USA năm 1997, The Buddha and His Disciple, Dhamma Talaka Publication UK năm 2001, Emptying the Rose Apple Seed, Triple Gem Publication USA năm 2003 và The Buddha's Prescription, Triple Gem Publication USA năm 2005. Ngài Dr. Rewata Dhamma qua đời một cách an bình trong giấc ngủ vào buổi bình minh của ngày 26 tháng 5 năm 2004.